Land Cruiser Prado TXL phiên bản 2015 có vóc dáng to lớn, khỏe khoắn, điển hình của dòng xe SUV truyền thống. Thiết kế mới với logo Land Cruiser bên trong xe. Chiếc SUV nhập khẩu từ Trung Đông này sở hữu chiều dài 4.950mm, rộng 1.885mm và cao 1.845mm. Trọng lượng không tải 2.275kg, trong khi trọng lượng toàn tải là 2.850kg. Với triết lý thiết kế hiện đại, thông minh, Toyota Prado 2015 ấn tượng hơn với đèn pha xenon cảm biến tự động, đèn LED ban ngày, đèn gầm, đuôi chuồn, đèn phanh thứ ba trên cao. Xe được trang bị lưới tản nhiệt lớn và được nâng cao hơn, giúp khách hàng cảm thấy an tâm, thoải mái hơn khi đi trên địa hình xấu. Đèn báo rẽ tích hợp trên gương, giảm thiểu va chạm khi rẽ, đồng thời giúp gia tăng sự sang trọng cho ngoại thất của xe. Gương chiếu hậu sử dụng công nghệ sấy kính giúp làm tan băng giá, nước đọng trên mặt kính chiếu hậu. Bộ mâm đúc 6 chấu 17 inch được thiết kế góc cạnh, làm tăng cảm giác thể thao cho chiếc xe. Không gian nội thất của xe thoáng đãng, thoải mái cho 7 người. Bộ ghế da và các tấm ốp trang trí cửa được thay thế bằng màu be tạo vẻ trẻ trung sang trọng. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 9 loa với bộ khuếch đại 5.1 kết hợp hộp loa trầm kích thước lớn, các loa âm cao bố trí xung quanh và dàn DVD hiện đại cùng màn hình cảm ứng tương thích định dạng MP4, WMA cho âm thanh hình ảnh trung thực sống động tuyệt vời. Bảng đồng hồ tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin với chế độ Eco cho phép người lái dễ dàng nắm bắt tình trạng vận hành của xe và mức thân thiện với môi trường. Vô lăng 4 chấu bọc da tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh, chức năng gọi điện thoại rảnh tay cùng công nghệ Bluetooth đem đến sự thuận tiện tối ưu cho người lái. Bảng điều khiển trung tâm cũng được thiết kế lại với ốp nội thất thuận tiện hơn cho người lái trong các thao tác. Ngoài ra, xe được trang bị 3 màn hình. Màn hình trung tâm hiển thị đa thông tin DVD, phím điều khiển âm thanh tích hợp trên vô lăng, kết nối USB, Bluetooth. Hệ thống điều hòa tự động với các nút điều chỉnh hiện đại được thiết kế độc đáo với 2 bảng điều khiển ở hàng ghế trước và sau cho phép điều chỉnh 3 vùng không khí độc lập tạo sự thoải mái cho mọi hành khách. Ngoài ra, Toyota Prado còn có chế độ lọc vi bụi, giúp loại bỏ những hạt bụi cực nhỏ và mùi trong xe đem lại bầu không khí trong lành. Với sứ mệnh trở thành một phương tiện đi lại hàng ngày thể thao và thực dụng, Land Cruiser Prado 2015 được trang bị động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 16 van DOHC VVT-i, dung tích 2.7 lít cho công suất cực đại 120 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp, tích hợp cơ cấu cài cầu điện. Hệ thống lái trợ lực thủy lực biến thiên theo tốc độ của xe giúp cho việc làm chủ chiếc SUV to lớn trong những con phố đông đúc trở nên thật nhẹ nhàng, đồng thời gia tăng sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Bên cạnh đó, khi gặp địa hình xấu, hệ chuyển động 4 bánh toàn thời gian cùng bộ vi sai trung tâm hạn chế trượt Torsen giúp chiếc Land Cruiser Prado tự tin đồng hành cùng bạn tới bất cứ nơi đâu. Chiếc Prado có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trong điều kiện tiêu chuẩn là 12,5 lít trên 100 km và có thể đạt vận tốc tối đa 165 km/h. Nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng khi vận hành xe trên đường bằng, Land Cruiser Prado được trang bị đầy đủ những hệ thống an toàn tiên tiến nhất: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống chống trượt khi tăng tốc A-Track, chế độ ga tay Cruise Control với 9 túi khí bao gồm túi khí hàng ghế trước, túi khí bảo vệ gối người lái, phụ lái, túi khí rèm, hệ thống camera lùi lắp sau xe tích hợp hình ảnh trên DVD hỗ trợ đậu xe phía sau. Phiên bản Land Cruiser Prado TXL 2015 được nhập khẩu từ Trung Đông này hiện đang được bán tại showroom Thái Hà Ô Tô với mức giá 116.500 USD, tương đương 2 tỷ 540 triệu Việt Nam đồng.